đi tìm thấy thân thể ở ngoài bãi cỏ đúng không? Chết ở đấy đúng không? Bắt Hương mình. Bắt Hương mình. À, người xem kìa. Đấy, tí cái này. Hình chưa? Cái gì mốc nữa bạn? Này, tập tan nó ra chứ. Đấy, mọi người nhá. Tập tan chưa? Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Hôm nay anh em mình sẽ đưa mọi người đi khám phá cái ngôi nhà sát đường quốc lộ đi mọi người. Cái bảo ngôi nhà lắm ma lắm đi. Ngôi nhà này đất ở đây đất lắm nhưng mà không ai dám ở. Tận cái bắn rút vào trong đấy. Đấy thì anh em mình được biết ở cái khu vực này là có một con ma chơi rất là kinh khủng nha. Mặc dù là người ta đã làm một cái cây đèn người ta thờ trước đây, trước sân này, nhưng mà ngược lại vẫn không thể bắt được cái con ma này. Sau khi đó là đã gây rối trật tự ở đây, những người dân đây rất hoảng loạn sợ hãi và đã có người trong gia đình mất tích khi tìm thấy thân thể ở ngoài bãi cỏ đúng không? Mà chết ở đấy đúng không? Bắt Hương đi. Bắt Hương đi. Bàn thờ mục rơi. Đúng rồi. Bàn thờ mục rơi hết bắt Hương đi. Cái nhà người ta bỏ hoang đấy. Phí nhà to. Nhà to này mà xây tới, bảo xây mà to mà không đúng hướng với không đúng đất thì cũng bỏ hoang cái nhà như vậy. Hoang tỷ đồng. Ra cùng sau. Nhiều phòng lắm anh ạ. Đấy. Phòng gác xếp này. Phòng này có gác xếp. Ừ, cái tên nào gác xếp à? Ừ. Các cái trà hồ là gác xếp phải không ạ? Đúng rồi. Ở vậy thì nắm cái chai. Ừ. Này. Cái chai tiền lãi nhỉ? Ừ. Rồi rồi, rồi. Người ta lột. Người ta lột hết, người ta lấy rồi. Khi bỏ hoang cái này, dân đến lột. Dân đến nộp gạch nên mới lấy về. Lấy hết rồi chưa? Bên này bên này sáng hơn thì có phải là miếng miếng cái thôi. Ui bại toàn rồi. Ui thì bản đang đi đi. Công trình phụ có đầy đủ hết đây nhỉ? Đầy đủ chứ nhà ấy đã ở rồi. Bỏ rồi bỏ đồ rồi dễ đập. Thấy gì không anh em ơi? Thấy cũng rắn tết vô con ma vô dân tôi đập phá thì tôi lấy đồ dân đập phá tôi lấy đồ hết. Ui có cực xanh ngãi chưa kìa. Ui cái xanh nhìn có mỗi thân ở trên này, cái đuôi rơi dưới này ngãi chưa, giống rắn người nhỉ, đứng luôn kìa, mọc chị ăn ạ, chân ma đúng rồi, chân ma này ra bách tường. Thế này thì như đấy cái nó thả nghe hãi nhỉ. Đi vào trong nhà đi. Cũng cần hoàng hoàng ghê. Không có gì, tao bỏ. Ừ, như thế. Thì những ngôi nhà hoàng này nhá. Ui, có tổ hoàng hoàng kìa. Chưa bằng một. Chưa bằng một chạy đâu. Đúng, chưa bằng nhỉ. Thế đi. Đúng, chưa bằng một chạy. Đây là một cái hoàng hoàng. Tôi đi chạy nhá. Được rồi. Ui con nè. Ui đây đây đây. Ui đã. Đã chưa. Ui chưa. Ui nè tới đây. Ui xe ra ngoài rồi. Đấy chưa. Ui chú mơ. Ta thấy con gì nó trần 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 xuống cái ghế kìa. Đâu đâu. Ở cái ghế kìa. Đâu. Thế trong nhà ấy. Tớ nhà đâu? Ê, ông ấy không thấy có gì phóng phóng ở đây kia cái gì các bạn? Ừ vậy? Phải không? Nhà của ông rồi. Cái gác nó bụng luôn. Ui nó bay ra tới đây nhanh nhỉ? Mày làm đầy luôn. Nhưng mà quá thì muốn kéo vào đây này, vừa thấy có gì nó chạy rồi khóc hành. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Lặng đây! Nhìn đây này! Ông à! Ông à! Không! Không! Ui đây đây đây! Nhìn ngoài này! Ui đâu? Đâu trong này? Ui đánh gì đây? Hoàng vàng. Ủa rắn gì nó vàng ghê hả này? Trời ơi. Ui nhìn như con nư vào trong. Ui cha mẹ ơi, một đống ở trong này này. Một đống à? Một đống luôn. Đôi đôi này chết ơi. Ui đôi này xem nào. Một đống luôn anh em ơi. Ui trời, nhiều thế. Đổ đây. Nào đổ đây rồi. Đấy các bạn thấy con gì tập trò mà. Ui đây này. Cái kia. Đá tay nhớ đây.
Úi, cái gì quỷ? Ừ. Đây là ai nhiều chưa? Nhiều chưa? Quá kinh khủng luôn. Dồi ôi, một đống nhau 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 trong này này. Hai, làm người xem kìa. Đấy, tích thế này này. Kinh chưa? Cái gì móc ra làm này? Hai, đập tan nó ra chứ. Đấy mọi người ạ. Nhiều chưa? Đấy, đang nhau nhau dưới này, chuyển lại dưới này. Ui, vậy nên là tủ đâu ở đây thôi. Đấy, thấy không? Đây là con bé quá nhiều luôn. Ui, hắn đang chạy ra che này cái túi đi chiến này. Mọi người này. Cái đầu nó nghêu 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 nghêu. Đúng hang ổ của nó luôn. Sợ nhỉ, quá kinh khủng. Đang trườn này, ui cái đầu này nó nghêu đẹp chưa. Ừ. Kinh trường, đấy đang trườn này. Đấy còn nữa đang trườn này. Ổ dưới này. Ổ dưới này. Cái này con đấy bắt được ra mà. Hả? Đúng không? Con chăn đi sao ấy? Chăn con. Chăn con. Đừng bắt hôm qua con chăn nghẹ rồi, đẻ rồi. Anh cầm nó đem thò tay vào bắt cho đúng không? Ừ. Ui đáng yêu chứ này. Baby nhỉ. Ui. Đấy thấy không? Bắt hết rồi đây. Bỏ đây, bỏ đây. Hết đây chứ. Không kinh được. Giống nhau hết. Ui. Đẹp vậy. Ừ, quá đẹp như vậy. Vàng ngưng. Quá nhiều luôn. Ừ, có màu đen luôn. Nam người này. Màu trắng này. Kinh trượng. Nó nhau nhau này. Nhà nó lúc mùa đấy chứ. Mớm rồi, mùa này chăn nó đẻ nhiều kìa. Mùa này rắn chăn nó đẻ. Ừ, ông nào mùa này chăn nó nở mà. Mới rồi mất mấy chục con này lại có tiếp. Cô này. Cứ bỏ ra cho nó, bỏ hắn ra cho nó. Đây, cầm vậy cho mọi người xem nó mới thấy nhau nhau nhiều. Này. Đó. Hiểu chưa? Tất cả là bao nhiêu con mà. Chuyện. Ui, kinh nó trượt, nó còn ngã. Ui, bốn con nó trượt, ui. Chạy chạy nhanh phết. Ui, kìa. Ui, kìa. Hãy chưa? Bắt tan cái tủ rồi. Rồi, rồi, tí nữa đọc, cú chăn nó hoảng. Thì anh nó kéo về cái là xong luôn. Ui, nhìn to. Nó vòng kinh đúng chứ. Thích kìa. Ui, chân con đẹp nhỉ. Ui, da nó mềm cực mọi người. Ui, con đã trượt tận ngoài kia, kìa chết kìa. Sao? Ui, này. Ui, con đang trượt đây. Da nó mềm lắm nhá. Hai. Thấy không? Đúng nhau nhau được người này, ngồi xuống. Đúng nhau nhau được. Ôm luôn. Ui da nó mềm lắm. Ừ. Thích cực luôn. Thấy không? Vậy chúng ta nó đẻ ở đây rồi anh ơi. Nó đẻ hay. Ui, vậy thì một khi cũng vẫn đẻ đấy. Đúng nhau nhau nhau. Kinh không? Nguyên kinh trường. Chân bắt đầu. Đống đầu luôn kìa anh em kìa. Trông chạy. Mũi con một hướng này nhìn hãi chưa? Mũi con phi một hướng. Mũi con phi một hướng sợ nhỉ? Bắt phải nuôi đi. Đi. Mày bắt phải nuôi. Đi. Bắt phải nuôi. Thả nó bắt phải nuôi. Ui, bắt phải tặng phan. Ừ, bắt phải tặng phan. Nhê, có bạn nào thích mình tặng lại luôn nhờ. Bạn nào thích những con chăn này để lại bình luận cho mọi người nhá. Cho mình thông tin liên lạc, mình sẽ gửi tặng cho các bạn. À, mọi người này, thấy không? Hả? Rất chi là nhiều chăn nhá, quá nhiều luôn. Đúng chăn. Tiếp bắt liên tục ổ chân chân con rồi con đi hả cắt tay. Ừ, ui cắt tay kinh nhất đúng quá. Có kiểm tra con cái nào nãy đấy bao nhiêu con vậy? Không biết, đến thử xem, đến thử khán giả xem được bao nhiêu con. Ừ, tặng là bao nhiêu người nhỉ? Đấu một tặng bốn người một con. Một người này, hai này, ba này, bốn này, dạ, năm này. 10 con, 7, 8, 9, 10 con. 10 con. 10 con là được 10 người. 10 con, 10 người. Bạn nào để lại bình luận nhanh nhất cho mọi người nhá. 10 con mọi người nhá. Ưu tiên chị em phụ nữ chồng bỏ chồng chê nhá. Rồi, mình sẽ gửi tặng cho mọi người luôn. Thôi, đi về đi. Thôi, chào mọi người đi về. Mình mang chăn về đây mọi người. Thì mọi người xem video lấy thì hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh cho em và những người nhá. Chào mọi người nhá.